Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Một Vòng Studio của Học viện nhiếp ảnh quảng cáo Chimcro. Hiện nay thì mình thấy là đang có một vài nơi bày bán những cái tấm phông nền 3D giả gỗ như thế này. Và cũng có một vài người bạn của mình mua cái loại phông này về dùng. Lý do đó là bởi vì thứ nhất là những cái loại phông này nó rất là đa dạng kiểu dáng mẫu mã, rất là nhiều hoa văn họa tiết khác nhau. Và thứ hai đấy là nó rất là mỏng, gọn và nhẹ, tức là dễ cuộn vào mang đi. Và cuối cùng đấy là chúng ta mua về thì có thể dùng được luôn, chứ không phải cắt gọt đục đẽo sơn sửa gì hết. Ok, và trong video hôm nay chúng ta hãy thử so sánh cái loại phông giấy này với cả cái tấm nền gỗ mà chúng mình hay sử dụng, và chúng ta sẽ cùng chụp thử với một set chụp flat lay đơn giản. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Chắc hẳn là bạn đang muốn xem tận mắt cái chất liệu cũng như cái chất lượng bề mặt của những tấm phông giấy này. Thì đầu tiên chúng ta đến với cả cái loại phông nó cực kỳ phổ thông luôn. Nói đến việc mua nền giấy giả gỗ thì phần lớn phải đến 70-80% là chúng ta sẽ bắt gặp cái kiểu phông này. Thì đây thực chất nó là một tấm ảnh chụp một cái nền gỗ và in lên một tờ giấy. Thì bạn thấy là có vẻ như là nhà sản xuất đang hơi tiết kiệm một chút khi mà scale cái bức ảnh ra hơi bị to. Bạn thấy là các cái mặt gỗ nhỏ nhỏ này thì nó to hơn những cái tấm gỗ thông thường chúng mình hay sử dụng khá là nhiều. Có lẽ là người ta muốn là một bức ảnh người ta chụp ra thì làm được nhiều tấm phông nhỏ như thế này. Và ở mặt sau chúng ta cũng sẽ có một cái nền gỗ khác. Thì cái nền này nó sáng hơn và nó nhạt hơn cái nền đằng trước này. Nền đằng trước này thì mình thấy là nó đỏ và nó tối hơn. Nền sau này thì có vẻ nó trung tính hơn. Và cả hai cái bề mặt này thì đều được cán một cái lớp ni lông mờ để cái phông này nó không bị thấm nước, cũng như là chúng ta sử dụng thì được bền hơn. Rồi chúng ta cùng đến với loại phông giấy thứ hai. Thì cái kiểu phông này nó chỉ có một mặt thôi, mặt trước giả gỗ này, mặt sau này không có gì hết. Và nó cũng không có những cái lớp ni lông cán mờ để bảo vệ phông. Nhưng điều mà mình đánh giá cao hơn ở cái phông này đấy chính là nhìn nó đã giống gỗ hơn rồi. Và nó có những cái texture nổi, chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được cái độ sần ở trên bề mặt của phông. Và khi mua về thì kiểu phông này nó đi theo cuộn, và để sử dụng được thì hẳn là chúng ta phải cắt nó ra thành từng tấm nhỏ. Và cuối cùng thì chúng ta không thể không nhắc đến những tấm nền gỗ thật. Thì như mình có chia sẻ trong clip trước, đây là loại gỗ thông và có được sơn lên một cái lớp sơn màu nâu đen. Bạn hoàn toàn có thể mua lấy những cái tấm gỗ thông để mộc và tự sơn tại nhà. Rồi, và ở đây mình có một cái set chụp flat lay đơn giản. Mình có một vài cái bát, một vài cái cốc này. Rồi, còn về ánh sáng thì mình sẽ để một đèn ở hướng 2 giờ đó, và hướng ngược lại thì mình sẽ để một cái tấm hắt sáng. Rồi, và như thường lệ sau khi chụp xong chúng ta cũng sẽ ngồi với nhau và review ảnh. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Ở đây thì mình đã xếp 3 tấm ảnh để chụp với 3 kiểu background khác nhau. Thì bạn thấy là phông bằng giấy cán sẽ cho ra kết quả tệ nhất khi mà ở góc ảnh chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng bóng mờ như thế này. Mình sẽ chuyển sang cái bức ảnh mình chụp rộng hơn để các bạn quan sát được kỹ hơn cái hiệu ứng này. Đây thì bạn thấy là ở cái phần góc ảnh này nó sẽ tạo ra một cái vết phản chiếu bóng mờ như thế này. Và nguyên nhân của cái bóng mờ này chính là bởi vì cái lớp ni lông cán mờ ở trên bề mặt phông. Và bạn thấy là cái hiệu ứng này nó đã vô tình nó phá hỏng đi cái background gỗ của chúng ta. Vì trong thực tế là không có một cái chất liệu gỗ nào nó lại cho ra chúng ta cái lớp phản chiếu như thế này. Kể cả những bề mặt gỗ được sơn bóng thì cái phản chiếu của nó cũng sẽ không bao giờ giống như thế này luôn. Và thứ hai, với phông giấy cán này thì bạn thấy là ánh sáng ở trên phông đang khá là chan hòa, rất là dịu, rất là đều. Nhưng với ánh sáng ở trên vật thể, bạn thấy cái bóng đổ này thì lại rất là gắt. Và như vậy chúng ta đang thấy là bức ảnh này rất là thiếu logic khi mà ánh sáng ở trên background một kiểu và ánh sáng trên vật thể lại là một kiểu khác. Và cuối cùng, điều mình không thích ở cái phông giấy cán này đấy chính là khi đánh ánh sáng vào thì toàn bộ cái phông nó đang bị ngả sang một cái màu tím đỏ và nó đang hơi bị tươi, hơi bị rực so với yêu cầu. Và như vậy thì nó hoàn toàn là không còn phù hợp với cả những cái shot chụp dark mood hoặc là những shot chụp low key nữa. Rồi, và đến với kiểu phông thứ hai, kiểu phông giấy sần, thì bạn thấy là kết quả đã khá hơn kiểu phông giấy cán một chút rồi, khi mà cái màu sắc của phông thì nó đã trung tính hơn và nhìn nó cũng giống gỗ hơn. Texture trên mặt phông thì nhìn đã chi tiết và nhìn đã có độ nổi khối hơn là những cái texture trên tấm phông thứ nhất. Tuy nhiên với độ sáng thì mình thấy là nó đang hơi bị sáng đều và cái độ sáng đang tương đối cao ở trên mặt phông. Và còn một điều nữa khi chụp mình mới nhận ra, đấy là vì cái tấm phông này làm bằng giấy mềm nên là khi chụp thì chúng ta không thể tránh khỏi cái hiện tượng là nó bị nhầu và nó bị quăn. Đây, ví dụ như tấm ảnh này thì nếu không cẩn thận thì bạn hoàn toàn là có thể làm phông nó bị nhăn như ở đây. Nhưng cái vệt nhăn này lên ảnh thì chúng ta thấy thật sự là khó chịu, và hẳn là chúng ta sẽ phải mất thêm một cái công đoạn hậu kỳ để giúp bức ảnh của chúng ta trông có vẻ tự nhiên hơn. Rồi, và cuối cùng chúng ta cùng đến với bức ảnh chụp bằng nền gỗ thật. Thì bạn thấy là khi chúng ta dùng vật liệu thật thì hiệu ứng ánh sáng hoàn toàn là không có gì để chê. Nếu tấm phông số 1 nó quá là rực, tấm số 2 thì lại quá sáng, thì tấm background số 3 lại có một cái độ tối vừa đủ. Khi bạn thấy là cái độ chuyển sáng tối nó rất là tự nhiên, bóng đổ của vật thể ở trên nền khá là gắt và cái diện tích được chiếu sáng thì cũng không nhiều. Và hơn nữa là trên cái bề mặt gỗ này thì chúng ta có những cái vết xước, những cái vết sứt. Những cái texture như thế này thì theo mình là hoàn toàn phù hợp với những cái shot chụp chúng ta cần cái phong cách nó mộc mạc, nó thô sơ một chút. Qua bài test trên đây thì bạn đã thấy được sự khác biệt của nền giấy giả gỗ và nền gỗ thật. Bản thân mình thì vẫn sẽ giữ quan điểm là chúng ta nên sử dụng nền gỗ thật để có những bức ảnh nó chân thực, nó thực tế, nó hợp logic.
Và hơn nữa là những cái tấm nền gỗ này nó cũng rất là bền bỉ, rất là cứng cáp, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được lâu dài. Vậy thôi, đó là tất cả những gì có trong video này. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.